và thời cơ đến là không nhiều. Do đó là yêu cầu đặt ra là cần phải có các khoa học phát triển. Vâng, tôi nghĩ là nếu như không có khoa học, để từ đó tất cả mọi người Việt Nam đều nỗ lực hết mình và quyết tâm để riêng cá còn rất lâu nữa chúng ta mới thu hẹp được khoảng cách phát triển với các nước ASEAN, chứ chưa nói gì đến các nước châu Á. Việc có khát vọng đưa Việt Nam đạt được 2 tầm nhìn 100 vào năm 2030 và 2045 được một số người cho rằng đó là ước mơ quá lớn. Tuy nhiên, nếu nhìn lại lịch sử của Việt Nam trong thế kỷ 20 thì có thể thấy là người Việt Nam đã làm được những điều kỳ diệu. Và gần đây, con số tỷ phú và tầng lớp trung lưu đang tăng nhanh đã cho thấy người Việt Nam không cam chịu mãi vất vả nhẹ. Tờ Đầu Tư bình luận đây là bước chuẩn bị cho tương lai. Và chỉ khi phân tích được một cách chính xác toàn diện những được và mất, đặc biệt là những hạn chế, điểm nghẽn của nền kinh tế, thì Việt Nam mới có thể xây dựng được chiến lược 10 năm tới một cách tốt nhất.